Xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube. Với những diễn biến trên chiến trường, Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 4 thông báo các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ hai máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine ở tỉnh Kharkiv. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay chiến đấu MiG-29 bị bắn rơi gần khu dân cư Fedorovka và Zavoda, tỉnh Kharkiv, Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, một máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn rơi ở khu vực dân cư Preobrazhenskoye. Ngoài ra, phía Nga cho biết, nước này đã tấn công 44 mục tiêu quân sự của Ukraine, trong đó có hai đài chỉ huy, bộ định vị và thiết bị xác định mục tiêu của hệ thống tên lửa phòng không S-300, cũng như các kho chứa quân khí và 23 cơ sở tập trung binh sĩ và thiết bị quân sự Ukraine. Trong khi đó, theo một tờ nhật báo lớn của Italy, Cộng hòa Donetsk tự xưng ngày 17 tháng 4 tuyên bố, chỉ huy lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của quân đội Ukraine, ông Volodymyr Baraniuk, đã bị kết liễu tại Mariupol. Đại diện Donetsk tuyên bố vào 11 giờ đêm, rạng sáng ngày 12 tháng 4, một nhóm binh sĩ lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của quân đội Ukraine đã tìm cách phá vây từ Ilyich, nhà máy thép bị phong tỏa ở Mariupol. Tuy nhiên, cuộc phá vây đã bị đơn vị đặc nhiệm của Donetsk ngăn chặn. Trong quá trình kiểm tra địa điểm, Donetsk đã phát hiện chỉ huy lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36, đại tá Baraniuk Vladimir Anatolievich đã không còn sống, cùng với đồ cá nhân và khí tài quân sự. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov hôm 12 tháng 4 cho biết quân đội nước này đã sử dụng không quân và pháo binh để ngăn chặn nỗ lực của một nhóm khoảng 100 đối tượng dân tộc chủ nghĩa Ukraine tìm cách thoát khỏi Mariupol. Theo quan chức này, có tới 50 chiến binh đã bị kết liễu và 42 người khác ra hàng. Hôm 16 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng các cuộc hòa đàm với Moscow sẽ bị hủy bỏ nếu như các binh sĩ Ukraine còn lại ở Mariupol bị ra tay. Việc loại bỏ binh sĩ của chúng tôi ở Mariupol sẽ chấm dứt mọi cuộc đàm phán. Chúng tôi không đàm phán về lãnh thổ và dân tộc của chúng tôi. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn trên cổng thông tin Ukrainska Pravda của Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu ISW có trụ sở tại Mỹ, cho biết các lực lượng Nga có khả năng đã chiếm được khu vực cảng Mariupol hôm 16 tháng 4. Việc Nga có khả năng chiếm được khu vực cảng ở Mariupol có thể cắt bớt các tuyến phòng thủ của Ukraine trong thành phố đến nhà máy thép Azovstal ở phía đông. Washington Post dẫn lại nhận định của Viện Nghiên cứu ngày 18 tháng 4. ISW đề cập đến những cảnh quay gần đây cho thấy các lực lượng Nga ở nhiều địa điểm quan trọng, bao gồm cả khu vực cảng ở thành phố. Khi cuộc giao tranh kéo dài ở Mariupol, việc này cũng cho biết Nga đang tăng cường tấn công và có thể kiểm soát hoàn toàn thành phố trong những tuần tới. Các lực lượng Nga có thể sẽ hoàn thành việc đánh chiếm Mariupol trong tuần tới, nhưng các cuộc tấn công cuối cùng có thể sẽ tiếp tục khiến họ phải trả giá, ISW nhận định. Theo đánh giá mới nhất của Viện Nghiên cứu, các nhóm quân biệt lập của Ukraine vẫn có thể hoạt động ở Mariupol bên ngoài nhà máy Azovstal, nhưng họ có thể sẽ bị các lực lượng Nga truy quét trong những ngày tới. Đánh giá cho biết thêm, các lực lượng Nga có thể sẽ cố gắng buộc các binh sĩ Ukraine còn lại trong nhà máy đầu hàng trước hỏa lực áp đảo. Lực lượng Ukraine dường như có ý định dàn dựng một trận địa cuối cùng, theo ISW. Một bản đồ đã cho thấy các khu vực giao tranh quan trọng trong ngày qua, bao gồm cả Azovstal, nơi được lưu ý bên cạnh là quân phòng thủ Ukraine có lẽ sẽ chiến đấu đến người cuối cùng. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm 17 tháng 4 trên kênh ABC News, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal khẳng định rằng Mariupol vẫn chưa hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ông nói thêm các quan chức Ukraine không có ý định đầu hàng. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 4 cảnh báo sẽ kết liễu lực lượng kháng cự Ukraine tại Mariupol sau khi Kiev bác bỏ tối hậu thư yêu cầu đầu hàng do Moscow đưa ra. Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, nói chính quyền Kiev dường như ngăn cấm đàm phán về đầu hàng và ra lệnh bắn hạ bất kỳ ai, gồm cả binh sĩ Ukraine và những lính đánh thuê nước ngoài có ý định đầu hàng. Mariupol bị quân đội Nga và lực lượng ly khai thân Nga bao vây ít lâu sau khi xảy ra xung đột vào ngày 24 tháng 2. Tuy chênh lệch lực lượng lớn, binh sĩ phòng thủ ở đây vẫn có thể cầm cự trong nhiều tuần. Mariupol có thể là thành phố lớn đầu tiên của phía Nga chiếm được từ khi phát động cuộc chiến. Trước đó, Nga đã giành được quyền kiểm soát hai thành phố nhỏ là Kherson và Melitopol đều nằm trên bán đảo Crimea. Tin tình báo nguồn mở ngày 18 tháng 4 công bố hình ảnh được cho là của soái hạm Moskva đang bốc cháy trước khi chìm hôm 14 tháng 4. Hình ảnh cho thấy hai lỗ hổng ở ngấn nước ngay dưới mạn trái của tàu. Đám cháy có thể nhìn thấy rõ trên boong và con tàu đang nghiêng theo mạn trái. S.I. Sutton, nhà phân tích thuộc Viện Hải quân Mỹ cho biết vị trí cột khói bốc lên nằm sau bệ phóng tên lửa chống hạm P-1000 Vulcan và trước hệ thống phòng không S-300F. Ông nói hình ảnh được chụp trước khi một vụ nổ lớn xảy ra.
Soái hạm Moskva đã chìm vào ngày 14 tháng 4 sau một vụ nổ. Ukraine khẳng định đã bắn hai tên lửa chống hạm Neptune vào tàu Nga. Tuy vậy, phía Nga không xác nhận có bất kỳ vụ tấn công nào. Moskva cho biết vụ cháy chưa rõ nguyên nhân đã khiến cho kho quân khí phát nổ, làm con tàu bị hư hại nặng, dẫn tới việc Moskva mất ổn định và chìm khi đang được kéo về cảng. Không có tàu hỗ trợ và bè cứu sinh trên tàu cũng đã mất, cho thấy thủy thủ đã được rời đi khi hình ảnh này được chụp lại. Các nhà phân tích cho biết nếu hình ảnh này được xác thực, nhiều khả năng soái hạm Moskva đã trúng tên lửa Ukraine. Nga chưa xác thực về hình ảnh được công bố về soái hạm Moskva. Theo tin tình báo, chỉ huy của hạm đội biển đen Igor Osipov đã bị Cục An ninh Nga bắt giữ sau vụ chìm tàu Moskva. Ngày 17 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga lần đầu tiên công bố hình ảnh thủy thủ đoàn của soái hạm Moskva. Video dài 26 giây ghi đô đốc Nikolai Yevtsov, tư lệnh Hải quân Nga, cùng với hai sĩ quan khác đứng ngoài trời trước số đông thủy thủ. Ông Sutson ước tính thủy thủ xuất hiện trong video là khoảng 240 người. Trước đó, Nga cho biết toàn bộ 500 thủy thủ trên tàu Moskva đã được rời đi. Hiện Nga chưa công bố con số tổn thất về con người sau vụ chìm tàu Moskva. Về phản ứng của các bên, ông Zelensky, Ukraine có thể chiến đấu với Nga trong 10 năm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận từ bỏ chủ quyền lãnh thổ để kết thúc chiến sự, đồng thời vẫn tìm cách giải quyết bằng ngoại giao. Trả lời CNN vào ngày 17 tháng 4, ông Zelensky nói Ukraine sẽ không từ bỏ chủ quyền lãnh thổ và nếu cần sẽ chiến đấu với Nga trong 10 năm. Ông Zelensky nói cuộc xung đột với Nga không chỉ mới diễn ra gần 2 tháng qua mà đã nhen nhóm từ năm 2014 khi hai tỉnh ly khai Donetsk và Lugansk được Nga hậu thuẫn tuyên bố tách khỏi Ukraine. Trả lời trên CNN, ông Zelensky nói giao tranh ở vùng Donbass rất quan trọng, mang ý nghĩa quyết định cục diện cuộc chiến. Tuy vậy, ông Zelensky quả quyết vẫn ưu tiên cho các nỗ lực giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao. Chúng tôi không chấp nhận từ bỏ chủ quyền lãnh thổ, nhưng cũng cần tìm cách đàm phán với Nga, ông Zelensky nói. Đàm phán không dựa trên những tối hậu thư của Nga. Ông Zelensky nói các binh sĩ Ukraine ở vùng Donbass là lực lượng tinh nhuệ nhất. Chúng tôi có lực lượng đông đảo, Nga muốn bao vây và đánh họ. Ông Zelensky nói, đề cập đến quân số ở vùng Donbass là khoảng 44.000 người. Họ đã chiến đấu anh dũng từ năm 2014, đó là lý do chúng tôi cần bảo toàn lực lượng này, ông Zelensky nói thêm. Trả lời CNN, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Bế tắc của NATO về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Giáo sư tiến sĩ Tarik Oguzlu thuộc Viện Chính sách Đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ bình luận với hãng thông tấn Anadolu của nước này rằng trái ngược với dự đoán của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người cho rằng NATO đang ngủ đông vào tháng 12 năm 2019, thì cuộc xung đột Nga-Ukraine dường như đã giúp hồi sinh NATO. Bất chấp một số khác biệt cơ bản về quan điểm giữa các thành viên, nhiều ý kiến cho rằng NATO hiện là tổ chức phòng thủ cơ bản nhất của thế giới xuyên đại Tây Dương và trật tự quốc tế tự do dựa trên luật lệ sẽ phụ thuộc vào các đảm bảo an ninh của liên minh quân sự nếu tổ chức này tiếp tục tồn tại và phát triển. Tiến sĩ Tarik nhận định, như một dấu hiệu của ý chí chính trị, các đồng minh châu Âu, đặc biệt là Đức, đã cam kết chi nhiều tiền hơn cho quốc phòng. Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng số lượng binh sĩ Mỹ ở châu Âu và số lượng các nhóm tác chiến được triển khai tại các thành viên NATO giáp biên giới với Nga đang tăng lên. Điều quan trọng tiếp theo là các nước như Phần Lan và Thụy Điển, vốn theo đuổi chính sách không liên kết và trung lập, bắt đầu xem xét nghiêm túc việc trở thành thành viên của NATO. Tuy nhiên, có vẻ như các thành viên NATO đang thận trọng đưa ra lập trường của họ liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Bất chấp những nỗ lực của Kiev, NATO đã không triển khai xe tăng và máy bay chiến đấu đến Ukraine, chỉ hỗ trợ quân sự cho nước này, chủ yếu trong lĩnh vực hậu cần. Có lẽ điều quan trọng với NATO là không để cuộc xung đột Nga-Ukraine leo thang hơn nữa và biến thành cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO. Xét cho cùng, Ukraine không phải là thành viên của NATO, nhưng viện trợ mà các thành viên NATO cung cấp cho Ukraine cũng như các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị mà họ áp đặt với Nga đã ảnh hưởng nhất định đến cục diện cuộc xung đột. Sự hỗ trợ của NATO cho đến nay là rất quan trọng, khiến Moscow không sớm đạt được các mục tiêu quân sự và củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine, mặc dù điều này dường như không đủ đối với Kiev. Trong các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo nhiều nước thành viên NATO và không thuộc NATO, cũng như trong các bài phát biểu trước các nghị sĩ của các quốc gia, nhà lãnh đạo Ukraine đã tận dụng mọi cơ hội để thu hút dư luận và sự ủng hộ từ phương Tây, kêu gọi tăng cường viện trợ quân sự nhiều hơn nữa, cũng như gây áp lực mạnh mẽ hơn đối với Moscow. Nhưng NATO đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, trong khi liên minh này hạn chế viện trợ quân sự cho Ukraine để cuộc xung đột không leo thang và lan rộng,
họ phải tìm cách tăng cường sự phòng thủ của Ukraine để Nga không giành được thắng lợi mang tính chất quyết định. Điều này có thể dẫn tới việc xung đột sẽ kéo dài và gây ra những tổn thất nặng nề hơn đối với các bên liên quan, do rằng sự hỗ trợ của NATO dành cho Ukraine đủ để kiềm chế bước tiến của Nga, nhưng không đủ để xoay chuyển cục diện cuộc xung đột và thay đổi kết quả cuối cùng có lợi cho Ukraine. Do đó, nếu NATO muốn được coi là một tổ chức ngăn chặn khủng hoảng, ngăn chặn cả người dân Nga và Ukraine bị thiệt hại thêm, liên minh này cần nối lại quan hệ đối thoại với Nga ngay lập tức. Trên hết, để được coi là một tổ chức đóng góp cho hòa bình và ổn định quốc tế, NATO cần vượt ra ngoài việc chỉ tăng cường khả năng và năng lực quân sự của mình, mà phải thực hiện các sáng kiến chính trị và ngoại giao với tầm nhìn dài hạn để kết thúc cuộc xung đột càng sớm càng tốt. Giáo sư Tarik kết luận, việc đứng đằng sau Ukraine và chỉ dựa vào viện trợ quân sự với kỳ vọng rằng Nga sẽ kiệt quệ sẽ không mang lại lợi ích cho NATO trong chung và dài hạn. Thế giới cần an ninh toàn diện hơn và NATO có trách nhiệm lớn trong vấn đề này. Vì vậy, các thành viên của liên minh nên nhận ra điều đó để hành động phù hợp. Về các biện pháp trừng phạt, phụ thuộc khí đốt 100%, Serbia nói trừng phạt Nga là vô đạo đức. Trong một bài phát biểu quốc gia, Tổng thống Serbia cho biết nước này ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine nhưng sẽ không áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić phát biểu, ngay khi tôi áp lệnh trừng phạt lên Nga, tôi sẽ nhận được giải thưởng ở khắp nơi, sẽ trở thành nhà dân chủ tốt nhất. Nhưng việc áp đặt lệnh trừng phạt là vô đạo đức, hơn nữa nó chẳng mang lại kết quả gì. Nga luôn ủng hộ chúng tôi trong vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, được quên năm 2015 và sáng kiến công nhận Serbia là quốc gia phạm tội của Anh. Trước đó, Tổng thống Vučić cho biết cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Serbia và tác động kinh tế của nó sẽ kéo dài 3 hoặc 4 năm. Nền kinh tế của nước này phụ thuộc 100% vào khí đốt của Nga, vì vậy việc Serbia không trừng phạt Nga là điều dễ hiểu. Quyết định của nhà cầm quyền sẽ mang lại lợi ích cho người dân Serbia. Trong một bài phát biểu quốc gia trước đó, Tổng thống Vučić nói rằng Serbia ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine nhưng sẽ không áp đặt lệnh trừng phạt chống lại Nga. Ông cũng tuyên bố Belgrade đang tạm dừng các cuộc tập trận của quân đội và cảnh sát với tất cả các đối tác nước ngoài. Nhà lãnh đạo Serbia lưu ý rằng ông coi Nga và Ukraine là hai nước anh em. Những gì đang xảy ra tại quốc gia Đông Âu này khiến ông lấy làm tiếc và Serbia sẵn sàng viện trợ nhân đạo cho Kiev. Nga khẳng định châu Âu sẽ thua thiệt khi trừng phạt Rosmoscot. CEO tập đoàn vũ trụ Nga Rosmoscot Dmitry Rogozin khẳng định rốt cuộc phương Tây rồi cũng sẽ phải nối lại hợp tác với Moscow và sẽ phải đáp ứng những yêu cầu do phía Nga đưa ra. Giám đốc điều hành của cơ quan vũ trụ liên bang Nga Rosmoscot Dmitry Rogozin ngày 17 tháng 4 cho rằng châu Âu sẽ chịu thiệt hại nhiều hơn nữa do các biện pháp trừng phạt đối với Rosmoscot. Theo ông Rogozin, phương Tây cuối cùng sẽ phải nối lại hợp tác với Moscow. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình ONT của Belarus, ông Rogozin cho biết, theo suy nghĩ của tôi, các biện pháp trừng phạt sẽ gây thiệt hại cho châu Âu nhiều hơn Rosmoscot. Chúng tôi sẽ chỉ mất thời gian triển khai một số kế hoạch nghiên cứu sâu về không gian vũ trụ. CEO của Rosmoscot nhấn mạnh, hợp tác sẽ được nối lại theo cách này hay cách khác, song trọng tâm sẽ thay đổi. Bởi vì giờ đây, chúng tôi sẽ hợp tác trước hết với những quốc gia có tinh thần xây dựng hoặc quan điểm trung lập. Sau khi căng thẳng lắng dịu, những người áp đặt lệnh cấm vận sẽ phải thảo luận với chúng tôi về những điều kiện mà chúng tôi đưa ra. Trước đó, nhiều nước trên thế giới đã từng đàm phán với Nga về việc đưa công dân nước mình bay vào không gian bằng tàu vũ trụ của Nga. Những lỗ hổng trong lệnh trừng phạt phương Tây chống lại Nga. Viện nghiên cứu ISBI đã có bài phân tích về lệnh trừng phạt đối với kinh tế Nga, những nút mở và lỗ hổng mà Nga có thể sử dụng để lách lệnh trừng phạt hoặc giảm thiệt hại cho nền kinh tế. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm chống lại Nga là chưa từng có. Đây là nhận định được đưa ra bởi rất nhiều người, từ Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho đến chính Tổng thống Nga Putin. Ở một vài khía cạnh, điều này là đúng. Tuy nhiên, những lệnh trừng phạt này chắc chắn không phải là mạnh nhất có thể. Ngày 11 tháng 4, Viện Nghiên cứu Chính trị Quốc tế Italy ISBI đã có bài phân tích về mức độ ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt đối với kinh tế Nga, những nút mở và lỗ hổng mà Nga có thể sử dụng để cố gắng lách các lệnh trừng phạt hoặc giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế của họ. Chỉ 1/3 biện pháp trừng phạt kinh tế có hiệu quả. Như lịch sử đã chứng minh, chỉ 1/3 số biện pháp trừng phạt kinh tế được áp đặt trong lịch sử đã đạt được mục tiêu đề ra. Đặc biệt, hiệu quả của các biện pháp trừng phạt không chỉ phụ thuộc vào mức độ mà còn phụ thuộc vào việc những biện pháp này có được hầu hết các quốc gia trên thế giới áp dụng đồng loạt hay không. Tuy nhiên, sau 7 tuần căng thẳng Nga-Ukraine bùng nổ, chỉ có 19% các quốc gia trên thế giới quyết định trừng phạt kinh tế đối với Nga. Tất nhiên, những quốc gia này đại diện cho phần lớn kinh tế thế giới và nhiều quốc gia trong số họ là đối tác kinh tế thiết yếu của Nga. Tuy nhiên, việc không có sự đồng thuận lớn khiến Nga có khả năng mở rộng quan hệ thương mại với những nước không tuân thủ lệnh trừng phạt. Trong trường hợp không có các biện pháp trừng phạt thứ cấp, tức là những biện pháp trừng phạt có thể tác động đến chính những quốc gia không trừng phạt Nga, quyết định làm ăn với nước này trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của các nước khác,
Điện Kremlin có một biên độ cơ động đáng kể. Vì vậy, các sản phẩm của Nga mặc dù bị ảnh hưởng nhưng đôi khi chỉ đơn giản là thay đổi người mua. Ví dụ như dầu thô trong năm 2021, 50% mặt hàng này của Nga được bán cho phương Tây, trong đó 49% được bán cho Liên minh châu EU và 3% cho Mỹ. Hiện nay con số này ít nhiều đã được chuyển hướng sang Ấn Độ và Trung Quốc. Những biện pháp trừng phạt kinh tế cổ điển tập trung vào thương mại quốc tế, đặc biệt là những mục tiêu trừng phạt hướng tới xuất khẩu của một quốc gia nhằm mục đích làm giảm khả năng tự tài trợ của quốc gia đó. Do đó, trong trường hợp của Nga, các biện pháp trừng phạt đối với hàng hóa xuất khẩu của nước này nhằm mục đích kiềm chế các nguồn lực sẵn có của Điện Kremlin để chi trả cho việc thực hiện các chiến dịch quân sự đặc biệt. Các biện pháp trừng phạt của EU mà vòng thứ 5 mới nhất được thông qua ngày 8 tháng 4 quy định lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm thép từ Nga, trong đó có mặt hàng khác như than đá, gỗ, phân bón, thủy sản, rượu mạnh sẽ được bổ sung với tổng giá trị khoảng 15 tỷ euro. Mặt khác, các lệnh cấm của Mỹ và Anh tập trung chủ yếu vào các sản phẩm năng lượng. Tuy nhiên, cho đến nay, những nỗ lực chung của các nước này nhiều nhất mới chỉ khiến kim ngạch xuất khẩu của Nga giảm 7% so với trước khi nước này thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.